cái gì cũng được. Xin chào mọi người, mình là Zizi. Và ngày hôm nay thì Zizi sẽ thử chơi ngu một lần. Đó chính là tự cắt tóc mình. Thật ra trước khi mà làm cái trò chơi ngu này thì mình có đăng ảnh rồi đăng video lên, hỏi mọi người rằng là mình có nên cắt tóc hay không. Và mình cũng đi hỏi tất cả mọi người xung quanh rằng là em có nên cắt tóc hay không. Và cái ý nghĩ của mình trước khi cắt tóc này đó là kiểu cắt tóc tomboy, rất là lì và tóc ngầu xoái ca. Nhưng mà 90% là không nên em ạ. Và thực ra là cái lý do thứ hai đó là do tóc mình tẩy rồi là nhuộm rất là nhiều màu ở trong một tháng. Nhưng mà trong một tháng mình tẩy rất là nhiều, tóc mình bây giờ rất là khô và nó chảy không được nữa mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ cắt hết cái phần hư tổn này để thay cho nó một cái bộ tóc mới để cho nó dễ nuôi hơn ý. Với cả vấn đề thứ ba đó là bạn VP của mình có khuyên mình một câu rất là thân thương và rất là đáng yêu, đó là cắt tóc xong thì ai sẽ hạn chế nữa đây. Ok, để tôi xem là tôi cắt tóc xong thì người ta có hạn chế của tôi nữa không. Mọi người ơi, dù như nào đi chăng nữa thì mình cắt tóc xong dù có xấu hay đẹp thì mọi người vẫn hãy xem hạn chế và ủng hộ mình nhá. Tại vì để rằng mặt chính nó. Và cũng như là để ủng hộ cái tinh thần của mình. Nếu như mọi người mình cắt tóc xong mà mọi người không có xem hạn chế của mình nữa là mình cạo luôn đó mọi người. Cạo luôn thật đấy. Ai mình muốn khoe mọi người một điều nữa là đó là mình mới đi làm móng. Và trên móng này có chữ GG và đây là chữ Adit. Đấy, Mr. Leo fan của mình nha mọi người. Ha, cái Adit của GG đâu rồi, em có biết đi nè. Nhưng mà trước khi cắt tóc ạ, thì mình xin được phép xin lỗi mọi người. Tại vì là mình có hỏi ý kiến mọi người và mọi người không đồng ý cho mình cắt tóc, nhưng mà mình vẫn cắt. Really nigga. Tại vì thực ra tóc mình hư quá nhiều rồi, cho nên mình muốn cắt để nó có thể nuôi lại tóc mới. Rất là xin lỗi mọi người. Đúng rồi. Sau khi mà mình làm ướt tóc rồi thì mình sẽ tiến hành cắt. Chết rồi, mình thấy hoen các mọi người ơi. Lên mình cắt xấu hơn sao ta. Mọi người đừng bỏ mình nhá. Ôi mình rời các mọi người. Tôi nhìn đi. Như này xong chúng nó mà ốp lên như này thì mặt khác gì con lợn không chứ. Không, mình sẽ cắt cái này một xíu để mình có thể chỉnh được. Mình vào mình có hỏi anh nhân viên là anh ơi cái tóc của em bây giờ em cắt keo như này thì anh có thể sửa lại giúp em như thế nào được không, thì anh bảo là bây giờ thì chỉ có cắt so le thôi chứ không thể nào mà cắt lên được. Cắt lên thì mình nghĩ chắc cũng được, nhưng mà mình nghĩ chắc là không hợp với mặt mình lắm, bởi vì mặt mình như con lợn.
Bruh. Thử xem reaction của mọi người đối với mái tóc mới của mình nó như thế nào nhá. Gì? Là gì á? Tranh tao bất ngờ nhá. Em muốn cạo đầu. Em cạo đầu. Em tưởng cắt luôn. Hoa kỳ ra tiệm này. Không đi không tưởng tranh mua đâu. Đâu? Oh my god. Trùng kinh thế. Trùng kinh thế. No. Nó ơi. Không tin đâu á. Dạ. Nhiễm tóc hả? À, cắt tóc tâm bôi hả? Thiệt hả? Quá. Trời, không ai kêu nó đi cắt, nó hỏi ý kiến mọi người là em nên đi cắt tâm bôi không ai chịu luôn á. Mà em không, tao không tin. Tự nhiên giờ không tin nữa. Dễ thương nhở? Ê, tóc này dễ thương nhở? Ủa, cái này là cute mà. Ê, mấy không, tóc này thì hôm bữa anh kia em cắt mà đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe lời đấy. Này, tóc mày vẫn để kia, mày cắt ở đâu ra mày điêu. Ê này, thấy quay là thấy nghi lắm nha. Thôi đi, tao biết mày đùa mà. Trời ơi, nhưng mà từ từ xem nào. Quá. Nhìn ngộ quá ha. Giống cơm ra đi ở trong Boy Over Flower ấy. F4 thì giống mà. Đây, bác là chị, bác là chị. Nói chung là đẹp lắm mọi người. Bé Di thay đổi hình tượng này ok, mình rất là thích. Không, đó chỉ là những lời nó thảo mai trước camera. Đúng rồi, bởi vì đang làm clip đó. Ok đó mọi người, bye.